đây là một số sản phẩm anh hay dùng, canxi phốt, khoáng đa vi lượng, hơ cua, thảo dược gan, biêu gôn, men đường ruột, bình gheo, áo thức ăn rất là tốt. Trong đây anh có một sản phẩm, một số sản phẩm nữa. Bio 80 BTC. Đây nguyên một thùng Bio 80. Thì trong đây cũng có một số sản phẩm nữa như là Gym BBT. Và đây là sản phẩm Bio Gold ủ, cũng sử dụng rất là thường xuyên. Đây là sử dụng gần hết rồi. Đây sử dụng hai chai Bio Gold, hai gói Lactic Plus. Cộng với 2 kg đường cát, sục trong bình khoảng 20 lít và chụp khí khoảng 3 tiếng là chúng ta sẽ được một hỗn hợp men đường ruột rất là tuyệt vời.